coi cho các bạn coi nha, M85 với 73 1D, M185, M185 mạnh hơn nha. Rất đẹp. Còn M185 tiếp nha. Đù. Rất đẹp. Thoải mái. Tới đầu mùa cày rồi, trồng mì, bún hắc, đất con đè siêu to, 20 năm mua bữa, có đất đây có 20 triệu à. Rất đẹp.